Ăn xong cô nằm nghỉ một chút á là khỏe lên liền. Cảm ơn cậu, tôi khỏe rồi. Để tôi kể tiếp cho cậu nghe. Tôi lên Sài Gòn vì bị ông Kế Hiền Toại đòi lấy lại ruộng đất. Nếu tôi không đi thì... Kế Hiền Toại là... Dạ, tía má tôi á là tá điền cho vợ chồng ổng. Có phải Kế Hiền Toại có cô vợ là Lý Thị Nho, quê ở Mỹ Tho không? Dạ. Mà cậu cũng biết ông Kế Hiền nữa hả? Quê tôi á, qua khỏi chợ Mỹ Tho, trên đường về Gò Công. À, không, quê tôi ở chợ Gạo nên tôi biết tiếng ổng vậy thôi. Cô kể tiếp đi. Dạ. Thượng Chí là con trai lớn của vợ trước của ông Kế Hiền Toại. Biết tôi và Thượng Chí thương nhau, ông Kế Hiền cho tôi là con nhà nghèo, không xứng đáng. Ông buộc tôi phải bỏ làng mà đi. Nếu như tôi không đi thì ông Kế Hiền lấy lại ruộng đất. Vì thương tía má nên tôi bắt buộc phải đi. Thôi tía má, chuyện này là do con. Tía má cứ để cho con đi, con không có sao đâu mà. Chị hai đi nha. Bé ba, thằng Tư, bé Năm, thằng Út ở nhà ngoan, nghe lời tía má nha. Trời ơi, con gái tôi có tội tình vậy? Kế Hiền Toại, sao ông ác độc dữ vậy? Ông à, ông bình tĩnh đi. Tía, con thương anh Thượng Chí, không phải vì ảnh là con nhà giàu, mà vì ảnh hiền lành, ảnh cũng thương con nữa. Thôi tía má đừng có lo, con đi nha. Theo, theo cô. Con đi nha má, trời gần sáng rồi, không thôi trễ xe lửa về Sài Gòn. Theo con, theo con, theo con. Thè, thè con ơi là con ơi, con ơi là con. Bây giờ cô tính sao? Cô định làm gì? Bây giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. À, thiệt là may cho mày á, nếu không có nó mày cao đơm rồi con. Khúc đường nó vắng que, mày kêu trời cũng không ai nghe hết á. Mà rắn mái gầm, nó mổ một cái, trâu còn ngã ngửa nó chi người. Thấy chưa, tao đã nói tụi bay có duyên tiền định mà, nên gặp nhau hoài à. Duyên gì mà duyên, xui chết tía. Nếu không có nó, tôi làm gì bị rắn cắn. Con, bay với nó hẹn nhau hay sao mà chui vô bụi vậy? Làm gì có, tôi mà đi hẹn hò với con nhỏ đó thì tại tôi buồn cho nên... Tao hiểu rồi. Mày buồn là tại vì nhớ con Hai The chứ gì? Cái thằng cha này đang nói chuyện ba lại, tự nhiên nhắc Hai The, cho cái mặt nó buồn hiu kìa. Bà, có phải đàn ông đâu mà thông cảm. Đàn ông bị bắt buộc bỏ người này lấy người kia là chuyện đau lòng,
Ông Út nói phải đó bà Út. Nhất là người đó đã tin tưởng trao thân gửi phận cho người mình thương. Trời đất ơi, cái gì mà trao thân gửi phận? Hai đứa bay ở với nhau rồi hả? Thôi đừng có buồn nữa Thượng Chí à. Cũng may mà nó chưa có ngán với mày á, chứ nếu có thằng Cái Hiền cũng không cho mày lấy nó đâu. Tao chơi với thằng cha mày từ nhỏ, tao dư biết tính tình của nó mà. Con ơi con, bà Út muốn nói là... Thôi, bà để cho nó yên đi. Bà khơi dậy chi có chuyện đau lòng, làm nó uồng hiu rồi kìa. Thôi tôi bà gì à. Thôi, đi về. Cái tôi ông này, đi tôi về. Muốn nói thôi là mà con... Đi nhanh lên. Moa và cô ấy là nạn nhân cùng một hoàn cảnh. Nhìn cô ấy, Moa có một cảm giác rất là xót xa và thương cảm lắm. Mà muốn bàn với Toa cho cô ấy về ở tạm chung với mình. Mà biết con gái ở chung với con trai cũng khó, nhưng mà gì, giúp người thì cứ giúp thôi, khéo thu xếp á là được. Ăn thua cái gì, mình là đàn ông mà, giữa đường. Vậy là Toa đồng ý hả? Moa với Toa là một mà. Để Moa đi cùng với Toa hả? Ôi trễ giờ rồi, mình vô đi. Mới đây lẹ thiệt. Thôi mình đi vô. Chị Tám à, để thủng thẳng ít bữa, vợ chồng tôi sắp có tiền rồi. Không có kèn cựa gì nữa. Nội nhật ngày mai á phải trả cho tôi. Nếu không tôi kêu giang hồ nó tới, tụi nó rạch mặt bằng liềm cắt cỏ đó. Tôi nói là tôi làm á, đừng có hòng mà bỏ trốn á. Dạ không dám trốn đâu. Nhanh vậy mà nhanh. Cậu mợ thiếu người ta bao nhiêu? Cậu mợ thiếu 200, rồi cộng với tiền lời mấy tháng 90 nữa là 290. Cậu mợ lấy mà trả cho người ta, còn dư bao nhiêu cất mà xài. Thiệt, con hai mày tốt với vợ chồng tao quá. Dù sao thì chồng của tôi cũng là cháu ruột của cậu mợ. Tôi đưa tiền như vậy, ổng biết ổng sẽ cằn nhằn, nhưng tôi sẽ nói cho ổng hiểu. Thiệt ra tôi giúp cậu mợ cũng vì nghĩ tới ông bà ngoại mà thôi. Nè, tôi ghé đây không phải là để trả nợ giùm cho cậu mợ, mà còn vì một chuyện khác. Có gì con hai bay cứ nói, vợ chồng tao nghe. Cậu mợ tuổi ngày một cao, mà nay sống chỗ này, mai sống chỗ khác, thiệt là cơ cực. Nhà tôi thì bàn dư phòng trống, tôi muốn thỉnh cậu mợ về ở chung. Bay nói gì? Tao nghe không kịp. Tôi nói tôi thỉnh cậu mợ về ở chung với vợ chồng tôi. Nhà tôi thì rộng mênh mông, thêm chén thêm đũa thôi mà. Cậu mợ đừng có do dự.
sạch mợ à. Tánh tôi thì cậu mợ biết rồi, có qua thì có lại. Nếu cậu mợ nhận giúp tôi chuyện này mà chuyện cũng không lớn lắm đâu, tôi tin là cậu mợ sẽ làm được. Bày nói có vẻ tự tin quá. Tao biết là bay lễ phép với tụi tao khi có mặt chồng bay thôi. Còn không thì nói chuyện như ngang hàng. Tại sao bay lại... Đã biết tánh con nho như vậy rồi, còn nói cái gì nữa? Để yên cho nó nói chuyện coi. Nói đi. Nói đi con. Cậu mợ là bậc trưởng thượng, đời nào tôi dám hổn. Tôi nói đây là nói lẽ thiệt. Khi người ta chới giới giữa dòng, thấy cái bập vừa trôi lại thì vội vàng ôm vô. Tôi nói bởi cái tánh tôi nó như vậy. Có gì thì bay cứ nói. Còn bây giờ bay đừng có quên tao là xuất thân từ con nhà gia thế, học hành biết chữ biết nghĩa đàng hoàng. Tao cái gì? Nhà giàu nhưng mà phá sản, nợ nần tứ văn, chữ nghĩa ông để làm gì? Ngồi yên đó đi, nghe con hai nó nói chuyện. Được rồi, vậy thì bay cứ nói đi. Cậu mợ cứ lắng nghe, tôi sẽ thưa trình rành rẽ. Thưa mình, hôm nay sẵn có cậu mợ Út, xin phép mình cho tôi được thưa một chuyện. Chuyện gì thì nói đi. Dạ thưa cậu mợ, thưa mình, tôi thấy nhà thằng Hai Ngó ở xóm trên, nó muốn bán một căn nhà ngói với lại hai mẫu ruộng để đi về miệt thứ làm ăn. Tôi thấy rẻ quá, nên tôi muốn mình... Nhà mình thì ruộng đất ê hề, mua còn chi nữa cho tốn kém. Nhưng mà chuyện nhà đất này có dính dáng gì tới cậu mợ không? Tại tôi thấy còn không tới 3 tháng nữa là tới đám cưới thằng Hai Thượng Chí rồi. Tôi muốn mua cho vợ chồng nó. Tôi nói rồi, nhà cửa ruộng đất mênh mông, nếu nó cưới vợ thì kêu nó về đây nó ở, mua đất đai thêm chi cho tốn kém. Mày để cho vợ mày nói hết coi. Mình là đàn ông, mình cũng nên cảm thông cho chuyện của đàn bà. Tôi với vợ thằng Thượng Chí hơn nhau 1-2 tuổi, mẹ chồng nàng dâu mỗi ngày gặp mặt, khó ăn khó nói lắm mình ơi. Mẹ chồng nàng dâu mấp mé tuổi với nhau, như vậy dễ kết thân hòa hợp. Chính vì vậy nên mới kẹt. Kết thân với nhau, mẹ chồng nàng dâu suốt ngày rủ rỉ rút rít cười nói, còn ra cái thể thống gì nữa? Cấp bậc ngôi thứ không còn, người ta dị nghị. Dị nghị à? Đúng là đàn bà dị hữu. Nếu sợ người ta dị nghị thì chuyện này sẽ dị nghị nè. Ai đời con trai dòng lớn cưới vợ mà không cho nó ở nhà thờ phượng, bắt nó ra ở riêng làng sao? Thằng cái Hiền nó nói đúng á. Thằng Thượng Chí là con trai trưởng, lại là con dòng chánh nữa, nó cưới vợ mà bắt ở riêng, người ta sẽ nói là... Là cái gì? Thằng cái Hiền á còn khỏe mạnh, sống sờ sờ ra đó, nó chưa có hề phân chia gia tài. Còn cái chuyện mà con trưởng hay con thứ mà ở nhà thờ phụng á là do nó quyết định, người ngoài không có quyền chen vô. Bà là mợ dâu, bà không được chen vô. Tôi dù sao cũng là cậu ruột của nó. Tôi thấy cái Hiền nói vậy là phải. Nếu nó làm như vậy, người ta sẽ nói nó nghe lời vợ kế mà hất hủi con dòng lớn. Tao nói vậy vì thấy phải nói vậy, ai ghét tao cứ ghét. Trời ơi, trời ơi, tôi có ý tốt mà, tại sao lại nghĩ xấu cho tôi như vậy chứ? Chẳng thà tôi để con dâu về đây, vừa không bị mang tiếng,
mà vừa có người chăm sóc nhà cửa. Như vậy có phải đỡ cho tôi không? Tôi bày đặt chi vậy? Để rồi bây giờ bị mang tiếng là hắt hủi con dòng chánh nè, trời ơi. Đó, thấy chưa? Con hai nó có lòng tốt, muốn con dâu ở riêng để khỏi phải phụng sự nhà chồng. Vợ chồng trẻ mà được ở riêng, tự tung tự tác, còn sướng hơn tiên trên trời. Ông nói vậy không thấy tội nghiệp vợ của con Kế Hiền hay sao? Tôi nói là tôi sợ người ta nói, người ta dị nghị, người ta... Thôi, rùm quá. Hey, chuyện đó để tính sao? Bây giờ cậu mợ muốn ở thì ở, muốn về thì về, tôi không có cầm. Mệt quá, vô ngủ. Mình à, thôi đi về. Mơ mốt á, mở miệng phải mấp mấy môi mười mấy lần trước khi nói, để khỏi mít lòng, nghe chưa? Đi về. Anh làm việc rất tốt, tôi và vợ tôi rất hài lòng. Đây là tiền lương. Tôi cảm ơn ông. Và đây là tiền thưởng cho anh. Tôi cảm ơn ông. Thưa ông, tôi có chuyện này muốn nói với ông. Chuyện gì? Thưa ông, tôi có một người bạn, ông có thể giúp tôi cho cô ấy làm ở đây được không? Tôi cần thêm một người phụ nữ để rửa chén và dọn dẹp. Vậy ngày mai tôi sẽ dẫn cô ấy tới gặp ông nha. Oui, sáng mai. Cảm ơn ông, xin phép ông tôi về. Chào anh. Dạ. Hôm bữa nói chuyện với cậu mợ, rồi cái tôi suy nghĩ tôi mới thấy là cậu Út ông nói đúng mình à. Thượng chí là con trưởng, cưới vợ về mà cho ra ở riêng thì thiên hạ họ dị nghị. Tôi quyết chuyện gì rồi thì bất cần thiên hạ nói ra nói vào. Có cái điều là nó mà ra ở riêng rồi thì ai làm sổ sách giấy tờ lúc thu lúa ruộng đây? Chuyện đó thì mình không ngại. Còn gần 3 tháng nữa mới đám cưới. Từ bây giờ, thượng chí đi đâu thì dẫn vợ chồng con No theo để chỉ. Con No nó biết chữ, còn thằng Tư thì lanh lợi. Hơn nữa, tôi ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Tôi sẽ phụ với vợ chồng con No khi mà thượng chí ra riêng. Mình thấy như sao hả mình? Thôi, mình muốn tính gì mình tính, miễn sao trong nhà này nó yên chuyện là được rồi. Thiệt vậy hả mình? Trời đất ơi, thằng thượng chí nha, nhất là con Ba Lài mà nó nghe được chắc nó mừng dữ lắm. Khỏi phải lo làm dâu mà có nhà cửa ở đàng hoàng. Rồi đây nè, hễ mà siêng năng á, còn có của ăn của để nữa. À mình, có chuyện này tôi muốn thưa riêng với mình. Chuyện gì? Đàn bà nhiều chuyện quá. Tôi đâu có nhiều chuyện. Chuyện tôi muốn nói với mình là chuyện của ông bà ngoại. Ông bà ngoại sao? Thì mình cũng thấy rồi đó.
Cậu mợ thì sống cái cảnh rài đây mai đó. Ông bà đâu có nơi thờ tự. Phá sản đến độ mà bàn thờ cha mẹ cũng bị người ta xiết. Tội đó là tội bất hiếu. Bởi vậy ông trời mới cho hai vợ chồng ra ở đầu đường xó chợ đó. Mình, cái tội đó thì chắc cậu mợ cũng thấy rồi. Nhưng mà tôi nghĩ mình cũng là cháu. Nếu được thì mình nên thờ ông bà ngoại ở nhà. Mỗi tối sẵn thắp nhang, tôi thắp luôn cho ông bà ngoại. Tôi tin là cậu Út sẽ bằng lòng mà. Bằng lòng hay không bằng lòng, tôi cũng mặc kệ. Mình là cháu dâu mà còn nghĩ như vậy. Huống chi tôi là cháu ruột. Như vậy là phải sắm thêm cái bàn thờ. Bàn thờ thường thì cũng vài chục, mà bàn thờ có cẩn xa cư thì cũng bạc trăm mà. Vậy để tôi qua bàn với cậu mợ nghe. Ừ, không có bàn cãi gì hết á. Chuyện gì tôi đã quyết rồi á thì đừng có cãi lại tôi. Qua bển báo với ông bà là di dời bài vị của ông bà ngoại qua nhà mình trước cái ngày giỗ. Ông bà mà lớ quớ, tôi cấm cửa không cho vô cái nhà này luôn đó. Cô The, cô dừng dẹp sách vở trên bàn học tôi hả? Dạ, tôi thấy lộn xộn quá nên tôi xếp lại. Tôi á, là tôi có cái trật tự trong cái lộn xộn đó. Mà trong cái lộn xộn á, mà nó là trật tự đó. Cô làm như vậy, khó kiếm quá. Cái trật tự á, trong cái lộn xộn đó đúng không? Trời đất ơi, tôi nghe lần đầu á. Mà chỉ nói giỡn với cô The thôi. Để chống chế cái tánh bừa bộn không ăn nắp của mình chứ gì. Tôi nói vậy á, có phải không cô The? Dạ, cậu nói gì vậy? Dạ, lần sau tôi không dám xếp lại nữa đâu. Tôi mời hai cậu ăn cơm. Nè. Wow. Đi học về á, còn có cơm nóng, ăn ngon lành như vậy thì sướng biết mấy ha. Anh hai sướng ghê nghen. Cưới vợ còn được ra ở riêng. Vợ thì khỏi phải làm dâu.
chồng thì tự tung tự tác, sướng quá trời. Tía và dì muốn sao thì tao làm vậy. Trời, hay sướng quá mà, ngu sòng cãi. Có vợ môn đăng hộ đối, lại xứng lứa vừa đôi. Còn gì nữa bây giờ hai? Thôi, mày đi chỗ khác chơi đi. Nhức đầu quá. Nhắc tới bà dì ghẻ tôi mới nhớ nghe. Người ta nói gì á, suối tía cho anh hai ra ở riêng, để dì dễ tóm thu sổ sách rồi thu gom lúa gạo á. Ai nói với mày như vậy? Tía mà nghe được cái lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc, nghe chưa con? Tụm năm tụm ba rồi nhiều chuyện. Tôi nghe sao tôi nói như vậy? Vì là dân có học, lẽ nào lại làm vậy? Mày cũng nhiều chuyện quá, đúng là đàn bà con gái. Tao thấy mày hiền lành, siêng năng, tao coi như con. Mày đừng nói tao nhiều chuyện nha. Tao hỏi mày, mày với thằng Bồi Đạo á ra sao rồi? Dì nói tôi không hiểu gì hết. Làm sao là làm sao? Là tao muốn hỏi mày á với thằng Minh Đạo á, hai đứa có tình ý với nhau chưa? Dạ đâu có gì đâu. Ảnh là người ơn của tôi mà, ảnh coi tôi như là anh em vậy đó. Tôi làm sao dám đèo bồng. Bây giờ tụi bay giống nhau cái là làm công ở đỡ cho người ta. Nhưng nghe đâu 1-2 năm nữa thằng Minh Đạo sẽ làm đốc tờ. Lúc đó thì cha chả mày quả là đèo bồng đó con ơi. Tôi trèo cao nên bị té nặng một lần rồi, làm sao tôi dám nữa. Mình cũng đâu còn xứng đáng được ảnh coi mình như đứa em là quá cho mình rồi. Hai vợ chồng tao không có con nên tao coi mày như con vậy đó. Tao thấy mày với thằng Minh Đạo ở chung phòng coi bộ không ổn đó. Tôi cũng biết vậy, nhưng mà ở đây tôi đâu có đủ tiền để mướn một cái phòng ở chứ. Nếu lâu nay không có ảnh giúp tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Được cái ảnh coi tôi như là em. Tôi chỉ cầu cho ảnh thi đậu để mà thoát khỏi cái cảnh. Tao đã nói rồi, tao coi mày như con. Tao có ý này nè, nhà tao chỉ có hai vợ chồng già thôi. Hay là mày qua ở với tao đi, chứ ở chung phòng với con trai người ta dị nghị dữ lắm á. Mà tao không cho mày ở không đâu nha. Tao lấy mày mỗi tháng 5 cắt, mày chịu không? Thiệt vậy hả dì Tám? Rẻ vậy luôn hả dì Tám? Thì tao lấy nhiêu đó cho mày khỏi ái nái. Mà thôi, chuyện như vậy á coi như là được rồi. Mà thôi, đứng nói dốc hoài, chủ phạt tiền công, con nước ăn cơm với muối ớt nha con. Thôi, tao về nha. Tôi á nói không phải là có ý nói mình tiêu xài hoang phí, nhưng mà cái chuyện cưng con á, cưng đúng chỗ nghe. Mua đồ chơi cho nó, mua toàn đồ chơi của Tây không. Cưng nó kiểu này á, mày muốn nó lớn lên thành công tử bột, rồi nó ỷ lại cái gia đình này, nó phá gia chi tử rồi sao? Mình à, thú thiệt với mình, đúng là tôi có mua đồ chơi mới cho Thượng Tứ thiệt, nhưng mà nó không có tốn bao nhiêu tiền hết á. Cái tiền tốn á là tiền tôi cho cậu mợ. Cái gì? Đưa tiền cho cậu mợ Út hả? Mắc mớ gì đưa tiền cho hai người đó? Tại hôm rồi tôi đi chợ Mỹ, có ghé ngang qua chỗ cậu mợ, tôi thấy cậu mợ bị người ta đòi tiền, cho nên tôi cho tiền để trả nợ mà. Tiền của cho ăn mày còn sướng hơn cho hai người đó. Tôi nói thiệt, tôi là người trong vòng trong họ, tôi nói câu đó tôi còn không sợ mang tội mà. Cứ để hai ông bà cho dù cô nó đánh cho mềm xương đi, cho bỏ cái tật,
ăn chơi bài bạc. Mình à, dù gì thì cũng là ruột thịt mà. Thấy cậu mợ như vậy, tôi cầm lòng không đặng. Lần này lỡ rồi thì thôi, lần sau tôi cấm mà. Tiền bạc làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được. Đem cho, tưởng gì cho mấy người đi quýnh bài. Bà biết bà làm vậy á, tôi đau từng đoạn ruột, bà biết không? Cậu hai à, tôi muốn... Tôi nói rồi, cứ gọi tôi là anh đi. Cậu cậu hoài, làm như tôi công tử con nhà giàu không bằng. Dạ, tại tôi quen miệng rồi. Có chuyện gì cô cứ nói đi. Chỗ anh em trong nhà không à? Cả tháng nay cậu cho tôi ở đậu, rồi kiếm chuyện cho tôi làm. Thiệt tôi không biết làm sao để mà... Cảm ơn đúng không? Dạ. Rồi cô định nói sắp tới sẽ dọn đi nữa. Ủa, sao cậu... Sao cậu... Thì dì Tám nói với tôi. Rồi cậu tính sao? Giữ người ở lại, chứ ai giữ kẻ muốn đi. Nói cho vui vậy thôi, chứ cô dọn đi cũng phải. Tôi với cô á, đâu có bà con thân thiết gì đâu. Ở chung nhà hoài vậy cũng kỳ. Dạ. Dì Tám á, tuy miệng lưỡi bép xép vậy thôi, chứ được cái tánh á, thương người. Cô qua ở với dì Tám á, tôi cũng yên tâm. Thôi tôi đi học nha. Dạ cậu đi học. Anh. Dạ anh. Rồi cô qua ở với dì Tám đi, rồi từ từ vài bữa tôi nghĩ cách cho cô đi học. Bay đi đâu mà ghé tao vậy? Hay là... Lúc này tao kẹt quá, không có mối mai dông nào hết. Tiền tao mượn bay á, để thư thư tao trả. Thiệt ngại với bay quá. Ủa, cậu Út đi đâu rồi mợ? Chắc ông đi dạo đâu đó. Tao lui cuối nhà sao, ông đi không hay. Từ hôm đưa linh dị của ba má ông về nhà kế hiện tại đến giờ, ông ít nói, chiều nào cũng đi lang thang. Thấy ông vậy, tao cũng rầu. Tôi nghe con Nho nó nói á, là nó sẽ thu xếp cho vợ chồng cậu mợ về ở chung với nó. Thiệt, được như vậy á thì cũng thấy mừng cho cậu mợ. Nó hứa vậy thôi chứ có làm đâu. Nó chỉ lập bàn thờ cho ông bà ngoại của nó. Thằng Kế Hiền tuy hà tiện bụng xỉn, nhưng nó chỉ có Út thôi là cậu ruột. Ngoài mặt nó lạnh tanh à, nhưng mà trong lòng chắc cũng muốn giúp. Dù sao bà con nội ngoại chỉ còn mình ổng. Nhưng mà chắc tại con vợ trẻ đẹp của nó cho nên... Ý chết, tao quên vợ Kế Hiền là bạn thân của bay. Trời, cái miệng ăn mắm ăn muối. Nhưng tao chỉ thuận miệng mà nói thôi, bay đừng để bụng nghe. Tôi chơi với con Nho từ nhỏ nên tôi biết. Nó không hứa giúp ai thì thôi, chứ hứa thì phải giúp cho bằng được.
là mợ chồng của nó. Chắc mợ cũng hiểu. Nó làm vợ kế hiền toại chẳng qua là muốn giữ gìn căn nhà và đất tổ để ông cha của nó có nơi mà cúng ông bà. Tuy vậy thì mợ cũng thấy đó, nó vẫn làm tròn bổn phận của một người mẹ, người vợ mà. Tôi tới đây không phải để đòi nợ. Đây, con Nho nó nhờ tôi đem tiền cho cậu mợ. Nó nói là cậu mợ cứ lo tiếp chuyện của nó đi, rồi nó sẽ lo chuyện mà nó hứa. Thôi, tới giờ tôi phải đi rồi. Bay đi. Chờ ổng về rồi tao bàn với ổng. Ừ. Thôi kệ, đèn nhà ai nấy sáng, có tiền cho mình là được. Thấy ghét hồn, thấy ghét hồn. Xe hơi của con đâu? Hả? Xe hơi của con ở trên Sài Gòn mới có. Đây nè, má có mua bánh cho con nè. Ăn bánh đi con. Bánh nè, ăn bánh đi con. Thêm. Nè. Thượng tướng à. Bánh ngon vậy mà nó không ăn trời. Cầm coi. Tôi chết rồi. Trễ giờ rồi. Thôi nhà đi, tôi đi nghe. Đi đâu? Mới vừa về tới chưa kịp vô nhà nữa mà đi đâu? Trời ơi, bữa nay là Hương Sư Biển nó mời tôi đi ăn cái đám giáp lời của con gái nó. Chắc nó buông lấy lè với thiên hạ nó mới mời tôi nè. Trời. Tư đâu rồi? Đánh xe gấp cho tao đi nè. Dạ, ngựa đang đói, để con cho nó ăn cỏ rồi mới đi được. Trễ giờ rồi, chở tao tới đó rồi Thái Lan. Chỗ đó hai bên đường cỏ mọc thiếu gì. Lẹ đi, tao đang gấp nè. Dạ. Nè, con cái còn nhỏ mà cưng chiều nó quá thì nó lừng. Mai mốt nó lớn, không có ai mà dạy nổi đâu. Cất cái bánh này đi. Chút chiều tôi về, tôi ăn rồi tôi uống trà. Nè, đi thiệt hả? Giờ này hết xe ngựa rồi, đi bộ chắc gã cặp giò quá. Ôi, tôi với bà làm theo ý con Nho, không biết chuyện tới đâu nữa. Ước gì giờ này có chiếc xe ngựa chạy qua mình có gian ha. Rồi về ghé mua ly đá bào, chê si rô vô. Trời ơi, đã khác giác trời mây. Con bà Ngọc xinh đẹp nết na. Có điều xứ mình bây giờ con trai nhà giàu xứng đôi dừa dốc ngày càng hiếm. Tôi công tử... Thì đó, tôi với ông lặn lội mấy tháng nay, hết mấy làng mấy tổng, có mối nào chịu đánh tiếng đâu. Mà thôi, về, để ngồi đây hoài sao? Thôi, đi. Con Nho nó còn trẻ như vậy mà lòng dạ khó lường. Tôi thấp tha thấp thỏm. Thôi, nó biểu sao thì làm vậy đi. Mà cũng đâu có hại ai đâu, mà có lợi cho mình đó. Ê, nhắc tới ngựa, có xe ngựa tới kìa. Ôi. Ê, bà, sao giống Tư quá vậy ta? Nói chứ ai nữa. Trời ơi, Tư. Ôi. Tư. Tư. Ôi ơi.
Dừng lại. Ủa, ông bà Út đi đâu mà chưa nắng vậy? Tao qua nhà hội đồng. Ủa, mày đi đâu có một mình vậy? Cho tao với bà quá gian về chợ Mỹ coi. Dạ, tôi chở ông đi ăn tiệc ở ông Hương Sư Biệt á. À mà thôi, con xin kính cẩn nghiêng mình xin mời ông bà Út lên xe. Tôi đây quất ngựa chí phong đưa hai người về chiều chợ. Mày cất hiếu à? Sao mày không đi theo đoàn hát luôn hả con? Thôi thôi, Diệp ơi, Diệp. Cẩn thận nè. Rồi đi mày. Rồi chưa? Hey. Má, má coi vô kìa.